Hello, chào tất cả các bạn ha. Hôm nay tiếp tục với cái game Roblox ở trong cái gọi là cái event mặc đồ. Mình có thể là mặc bao nhiêu bộ đồ tùy thích. Anything luôn á. Thấy mình đẹp không? Rồi, mình vừa nhận được 50 xu. Rồi, mình đây là đang làm là huấn luyện viên nuôi rồng. Bạn thấy không? Có một con rồng trên vai mình nè. Mình dùng mod makeup mới được đó nha. Nhìn đã không? Quá chưa đã luôn. Nhảy đó, nhảy điệu này mới dân chơi nè, mới chất chơi nè. Không, điều số 7 mới đã. Chuẩn bị đó. Santo. Quá chưa đẹp luôn các bạn ha. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục về nhà để xây dựng căn phòng của mình. Rồi tí mình ra đây mình chơi sau ha. Đó, giờ mình sẽ ngừng lại. Ok, đi thôi. Nhà, đi về nhà. Mình đi về nhà của mình sắm đồ. Ê, nhà của mình hôm trước đây. Đó, về nhà, huấn luyện viên nuôi rồng về nhà. Hãy chơi cái phòng của mình hôm trước nè. Đó, có hai cái laptop, hai cái màn hình luôn các bạn thấy không? Hai cái màn hình, một cái màn hình stream đó, ngồi lên stream nè. Đó, chắc với các bạn một màn hình là dùng để chơi, một màn hình là đọc comment. Hả chưa? Nuôi thêm một con rồng khủng long dữ tợn trên đôi vai của mình nữa. Đó, còn mấy bạn nào vô nhà mình là chỉ cần ngồi ở đây thôi. Ây á, đi vô đây mà. Đó, mấy bạn mà ngồi coi mình stream mà chỉ cần ngồi đó, ngồi sau đây nhìn cho nó dễ chứ ngồi sau không thấy đâu. Rồi chúng ta sẽ, đây là cái giường ngủ. Ủa gì vậy? Sao không ngủ ta? Lên. Đó, leo lên. À, leo lên trên luôn nè. Còn đây là cái tivi. Đó, tivi thì Ý. Đổi channel nữa hả? Wow. Chúng ta có thể coi ít ợp vãi cơ. Hoặc hình chuối. Wow, hai con chó kìa, dễ thương quá à. Đổi. À, mấy con mèo. À, đi tới sang năm luôn cũng không hết nữa. Các bạn đếm thử coi có nhiêu con. Nói chơi thôi, chứ cái này mà bạn đếm tới sáng cũng không hết nữa. Một con husky đúng không ta? Ơ, toàn những con dễ thương rồi. Rồi, cắm đầu. Ngu người. À, chỉ có bấy nhiêu chương trình thôi. Ờ, có tắt tivi nữa hả? Mở lên đi. Nhiều tiền mà. Mình mở chương trình có mấy con chó chạy mới vui đó. Để coi hôm nay chúng ta sẽ bỏ thêm vô nhà được cái gì nữa. Quên. Cái này không được kìa. Cái này hình như bỏ không được các bạn ơi. Floor. Cái này là gạch rồi. Room. Ở ngoài đây là phòng khách. Nên chúng ta... Ê, trên đây còn phòng nè. À, còn phòng ở đây mà. Phòng này là nhà vệ sinh đúng không ta? Đúng rồi, nhà nhỏ quá, vệ sinh. Vệ sinh, đâu, cái phòng vệ sinh đâu. Cái này toàn sofa không à. Không ổn rồi. Bích trơn. Hồi này đi, cái này để một cái tivi lên đây. Thì một cái tivi, nhà mát tivi luôn coi cho nó đã. Sofa. Ồ, sao mà có cái sofa mấy ta. Ê, mình muốn lấy cái sofa nữa sao ta. Không được, hình như nó giới hạn hay sao. Hình như mình bị giới hạn, không cho sử dụng nhiều. Cái này là cái gì vậy ta. Cái này là gì hả? Mình chưa biết cái này làm cái gì luôn. À, cái kệ mà. À, đó, chắc là vậy. Ê, sofa được nè. Cái này cất đi. Cái này sofa hả? Sofa kiểu như phòng khách thì để... đó.
Để đây ngồi. Cái này là gì? Thôi để đây luôn. Là một căn nhà bừa bộn. Room. Wall. Bắt wall này không được. À là cái con này đúng rồi. Trong đây nó ít đồ quá các bạn ơi. Chỉ có một tí đồ à. Đó. Tivi hình như được nhiều. Không, tivi được cũng có hai cái à. Nguyên một phòng được có hai cái à. Trời. Thôi được rồi, chúng ta ra ngoài chơi đi. Được rồi, cái nhà chắc bấy nhiêu là đủ rồi đó. Rồi, tắt thôi. Wow, mình xây nó cho mình tiền à. Cái này là cái gì? Unlock. Ơ, mình phải khóa cửa rồi chứ, với mấy đứa nó vô nhà mình thì sao? Khóa lại. À, nó khóa nè. Sơn nhà. Ben. Extra không có gì hết. Mình đi nhà người ta coi có nhà đứa nào mà mở cửa không, mình chui vô. Khóa hết rồi. Mấy này nó khóa hết ta, không có đứa nào mở hết ta. Bé heo. Bé heo năm bạn nào vậy ta? Ngon vậy, đi dụ gái. Đi dụ gái các bạn ơi. Anh đây nghe qua đi dụ gái. Chào bạn nha, không biết bạn bao nhiêu tuổi, nhưng là một cái duyên rồi thì mình gặp trong đây thì mình chào, tuy là không kết bạn với mình. Và say hello mọi người đi. Rồi chắc em nó đang kiếm á bạn, các em nó đang kiếm mình á. Tại vì mình nhìn. Rồi, ok kết bạn với em luôn. Chắc là mấy bạn là còn nhỏ thôi, tại vì mình lớn rồi, mình chơi cái game này chứ ta chắc là toàn con nít không à các bạn ơi. Ok, sẽ hẹn với bé này. Đúng rồi, kết có màu vàng. Được rồi, chào bạn. Đó là một cái duyên. Thấy em đó đang là kiểu như là trồng cây. Ơ, trồng thế nào nhỉ? Land. Wow. Are you sure? Yes. Ok. Follow mình luôn. Thôi đủ rồi. Water. Đó, tưới nước. À, này vui quá ta. Ý, chết lộn. Mình đang tưới cây mà. À, cây này, tưới nước vô. Water. Trời ơi, còn 5 tiếng nữa nó mới ra bông hả? Ok, để anh mở khóa cho vô. Rồi đó. Nó nhốt lại luôn.
Nhốt lại luôn. Vãi tèo xin cho nhà mình nhốt lại luôn. Chắc em ra được, chắc là ra được chứ các bạn ha. Blend thêm cái hoa màu vàng đi. Ok. Và Water. Trời ơi, cây 5 tiếng luôn. Ui, sao mà tôi khóa cửa mà vô ra được hay vậy? Ok, ốc khép rồi mà. Tham quan thôi mà. Cho mấy bạn tham quan. Rồi, ok, mở cửa. Wow, ta sẽ là ăn trộm. Wow, có bàn ăn luôn. Thức ăn đâu? Trời ơi, vô nhà mà không mời khách ăn gì hết. Bé heo này tệ thiệt nha. Ủa, mình up kép rồi mà sao mà request hoài trời. Tắt cái này đi. Em cũng có phòng stream nè. Hai cái màn hình, một cái bàn máy tính. Kéo ra. Có một cái ghế sofa ngồi ở đây chơi. Và căn phòng. Cái này à. Wow, cũng khá đẹp, đúng là con gái làm có vẻ là nhìn khá là ngay ngắn và gọn gàng các bạn ha. Không phải như nhà của mình, nhà của mình bừa bộn quá, em chia phòng mà nhìn chất ghê luôn. Của mình dồn vô một cục. Vì à, căn phòng của mình nói chung là mình thường tiếp xúc vậy thì mình làm vậy thôi. Phòng máy tính phải có phòng ngủ kế bên khi mình thoải mái thì mình được rồi, chào bé nha. Thôi chạy đây. Rồi chúc em buổi tối vui vẻ nha. Thôi chạy thôi. Chạy thôi. Thoát khỏi khu vực này làm thế nào? Ok, thoát. I'm scared to let someone inside my house. Nó sợ không? Mọi người vào trong nhà của nó. Wow, mình đang ở cái khu nào vậy? Mình thoát ra rồi mà. Teleport stay. Không phải, mình muốn thoát ra khỏi nhà làm thế nào ta? Chắc phải đi hết cái công viên này á. Có nhiều bạn trong nhà đẹp, đẹp ghê luôn. Cây gì mà héo quay rồi nè, không chịu chăm gì hết. Chúng ta hôm nay đang đi dạo với công viên. À, có cái sóng này, cái sóng này là nhà của mình mà. Rồi mình sẽ băng đi ra hết khu rừng rồi luôn. Mình là huấn luyện viên khủng long. Mình sẽ thả khủng long mà cấy nát cái khu này luôn. Nghe có vẻ ác nhỉ. Nó chơi thôi, đâu có đủ tuổi đâu. Wow, đây là hòn đảo trên mây. Wow, quá đã. Quá đã luôn, nhảy xuống không? Nhảy thử ha. Wow. nhảy ra đây luôn. Dễ phết. Để coi còn gặp em Việt Nam nào ra không. Mình chơi mình muốn gặp vậy mới vui chứ mà kết bạn không có vui. Mình đôi khi là phải đi kiếm cái gì mới ấy, cái gì mới nè. Gaming John. Wow. Wow. Just a young gun with a quick fuse. Thôi. Chém ra nhạc. Wow. Ra cái nhạc rất là mệt. Được rồi, video này chỉ tới đến đây thôi nha các bạn. Nó dính bản quyền đó. Được rồi, bye các bạn nha. Và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Bye bye. Có gì đây? Thôi mình chắc mình phải dừng ở đây thôi. Được rồi, chào các bạn nha. Ok. Gì trời. Rồi, chào các bạn. Cái này quảng cáo tùm lum hết. Được rồi, cậu bé Rồng đã sẽ dừng ở đây. Mình ngồi nghỉ ở đây và chào mọi người nha.
bye. Hello, bye bye mọi người.